Thưa quý vị, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thì đã có hơn 2,3 triệu người lao động trên địa bàn của thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116 của Chính phủ. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết chi hỗ trợ cho trên 81.500 đơn vị và hơn 2,32 triệu lao động với tổng số tiền chi hỗ trợ là hơn 5.508 tỷ đồng. Trong đó có 2,16 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 156.600 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giải quyết cho hơn 83.500 đơn vị và gần 1,8 triệu lao động được giảm đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% với số tiền 1.892 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116 của Chính phủ đang được tiếp tục thực hiện. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh, ngày 26 tháng 11, địa phương đã phát hiện 309 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 265 ca được phát hiện ở trong cộng đồng. Và đây là ngày Trà Vinh ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao nhất từ trước tới nay. Trong vòng một tuần nay, tính từ ngày 20 tới ngày 26 tháng 11, bình quân mỗi ngày đã phát hiện thêm 277 ca dương tính SARS-CoV-2, tăng 111 ca mỗi ngày so với mức bình quân của tuần trước đó. Đáng lo ngại là số ca phát hiện ở cộng đồng trong tuần chiếm đến trên 71% tổng số ca mắc. Và tính đến chiều nay, Trà Vinh ghi nhận 7.012 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 chưa tiêm vaccine trong đợt trước và học sinh đang học trung học cơ sở đã đủ 12 tuổi trở lên với tổng số hơn 81.000 em. Và trong đợt này, thì các em học sinh được tiêm vaccine của Pfizer. Đây là đợt thứ hai tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi với trên 78.000 học sinh cấp trung học cơ sở. Việc tiêm vaccine tổ chức tại các cơ sở giáo dục học sinh đang học, trung tâm y tế hoặc là địa điểm tiêm phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Ưu tiên tiêm bổ sung mũi 1 cho học sinh trung học phổ thông chưa tiêm trong đợt 1, rồi lần lượt đến học sinh lớp 9, lớp 8, lớp 7 và lớp 6 đã đủ 12 tuổi trở lên. Thông tin lan truyền trên mạng về việc Thành phố Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn là hoàn toàn bịa đặt. Đây là khẳng định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thì từ trưa nay trên mạng lan truyền thông tin với nội dung thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ vừa họp xong với Bộ Quốc phòng mai ra thông báo Thành phố Hồ Chí Minh vào tình trạng khẩn, siêu thị sẽ đóng cửa hết, siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kiểm soát, mức bao phủ vaccine tăng lên từng ngày và theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan, lơ là, đồng thời cập nhật, nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận.